Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay ngày 18 tháng 7, tỉnh đoàn phối hợp với Viettel An Giang đã đến dâng hương tượng đài liệt sĩ và thay qua trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang. Có hơn 150 cán bộ nhân viên Viettel An Giang công tác trên địa bàn huyện Châu Thành và đoàn viên thanh niên các đơn vị công an An Giang, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang, huyện đoàn Châu Thành, đoàn trường Đại học An Giang, đoàn trường Cao đẳng Y tế An Giang, đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang đã thành kính dâng hương, tổ chức vệ sinh các khu mộ và thay lọ qua cho 2.570 phần mộ liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đoàn viên thanh niên đã tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương, các đoàn viên thanh niên đã tiến hành vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, thay mới qua trước các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ An Giang đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.